Dạ, xin chào khán giả trở lại với kênh Yêu Miền Tây 63 nha. Hôm nay tình cờ thì trên đường đi về ngoài mình thấy cái chú Ba Chiêu này. Ở đó hổm đang làm lòng uống mấy cây thanh trúc, cái này là trúc chú. Cái tầm dông nè. Dùng lửa hơi nóng uống đó. Hổm mình có quay chú mấy cái clip về trước về hái đu đủ với nghề làm lòng á. Ở này chú uống cho nó thẳng nè. Mấy cây này cong rồi mình hái uống cho nó thẳng. Công dạ. Uống mấy cây này nè, đó nhìn nó cong như mấy cây trước, đó. Qua lửa là nó nóng rồi nó thẳng lại chứ. Uống cho nó, phải biết uống rồi được chứ. Này độc đáo, độc đáo quá ha, hay ha. Này mình gáp vô cái lồng thôi chứ. Có mày uống cho cậu hai bên này làm gì đó. Dạ, uống cho thẳng ha, từ cái cây cong mà mình uống thành cho thẳng. Uống tầm dông từ cây cong thành cây thẳng. Đó, gì bên đây gì đang làm lòng nè. Đó, hổm mình có quay mấy cái clip lần trước đó, đây là làm cái vợt hai trái cây. Sáng giờ làm được như đó ha. 11 giờ tới giờ. 11 giờ tới giờ được như đó ha. Đó, vợt hai trái cây. Này mình thấy này hay làm uống cây này thấy hay quá rồi đó, nhưng chưa thấy ai uống. Chưa. Còn thấy chưa? Uống dữ lắm, một năm tao uống một mà đó tao làm dữ lắm, giờ tao nghĩ tao làm. Dạ. Vậy con tưởng là làm cây này bán cho người ta luôn chứ. Nên người ta mướn mình uống giùm hay sao? Ừ, uống giùm có ông anh nó sớm uống cũng ở giùm con Hai Thanh nè. Dạ. Nhà mới cất đẳng. Dạ, chắc ông làm cây ông xịt thuốc rồi gì cũng thấy. Cây xịt có xài. Xịt xài đưa ông xịt đồ lên cho gần á. Uống nó dẻo dẻo vậy luôn hả ta? Ừ. Mình nhớ uống là nó thẳng vậy đó. Dạ. Con giọng nó ra không giờ chưa lúc nào. Dạ. Nào ta chưa uống thì nó còn cong nữa, nào uống rồi nó thẳng. Dạ. Đó. Cây cong mình uống thành cây thẳng ha. Trời, làm này dính lọ dính nóng dữ ha. Dính lọ tùm lum hết trơn ha. Mấy cái đầu cong như thế này nè. Đó. Đây là mấy cây uống rồi nè. Này xui ghê, tự nhiên chạy qua tới đây cái nó bị xì bánh xe. Nãy giờ đi giá ngoài nó bị xì, nó xẹp lép bánh xe luôn rồi chở mẹ vô trong. Rồi đi ra nãy giờ ngồi có mấy tiếng đồng hồ mới làm xong. Bị xì nghe cái niền. Ủa này lửa vừa vừa chứ lửa nóng quá cũng không được hả chú? Đâu lửa này nhiều nào ngon đấy. Lửa càng nhiều càng. Đồ không ở không chậm để review cái đấy. Dạ. Lửa hào hào nướng mau. Dạ. Mau nóng thì uống mau. Cái cây này là chú thiết kế tự thiết kế ra hả? Ừ. Tự làm ra. Tố. Dạ, số lượng nhiều nên mình làm vậy mình uống chứ đâu phải vậy. Ví dụ uống 1 cây 2 cây thì đem vô cái nặng cây rồi đó, uống được. Dạ. Còn này mình uống số lượng nhiều mình đâu có. Trời ơi, 1 năm rồi đó tao làm, 1 năm uống mấy ngàn cây thôi, chứ đâu phải như vậy. Dạ, 1 năm uống mấy ngàn cây luôn hả? Hay chứ trời. Có mấy tháng à, tao uống 1 bữa 50 cây, 50 cây đó. Dạ. Trời, cái đầu cong như uống thành thẳng luôn. Cái này uống như thẳng rồi nè. Dạ. Cái là nè, thấy không? Cái đầu sao cong quá ha. Ừ, uống. Mình đổi đầu hả chú? Ừ. Chú uống đầu đâu được. Thì uống nửa cây rồi quay lại uống. Uống nửa cây rồi mình đổi đầu nửa cây sao ha. Như nửa cây đó uống rồi ha. Ừ, giờ mình trở đầu. Nửa cây nó trở sẵn thẳng thì uống cho nó thẳng luôn. Dạ. Chứ một cây mày uống cả mày cầm mà uống hoài đâu được. Giờ chắc hiếm chút ha, chút hiếm ha, giờ toàn là tầm dông vậy có. Ừ, chút còn ít. Dạ. Dạ. Có cái ông táo để đây làm không? Trên. Cái gì cũng quay được. Đây. Mình đốt lửa lên cái đầu ngọn cây mình bé cong cong. Cho nó nóng một xíu thôi. Đây khúc. Từ khúc. Nó không nóng, uống đủ à. Dạ. Trời ơi, dính lọ, dính lem tùm lum hết trơn ha.
Thì uống rồi nè, nhắm nè, cái khúc uống mấy khúc này nhắm dính dính. Dạ. Cầm cầm ha. Này lúc trước là chú cũng làm nghề cây làm lồng với cây chổi với quét bụi á. Ừ. Thì chú cũng uống mấy cây này để làm cây rồi chú chạy đi bán. Ủa mấy cái cây đó là mấy cây trúc hả chú? Nào? Mấy cây mà để làm chổi quét quét. Dạ. Chứ cầm dao quét đâu nổi, nặng không quét đâu nổi. Dạ. Rồi. Trời ơi cây công mà uống thành thẳng luôn nè. Quá đỉnh luôn. Làm xíu là mình hơi lửa một cái. Uống chỗ nào, công chỗ nào, uống chỗ nấy. Công chỗ nào uống chỗ nấy ha. Ừ, đốt thẳng rồi ông nội, uống từ từ lên. Này như ống nước với ống mũ vậy đó. Này mà chú uống được hay á. Chứ thường con thấy người ta làm ống mũ không. Quá đỉnh lâu lâu trời. Quá đỉnh làm siêu đó. Đó giờ mới thấy làm uống cái cây này. Con tưởng là cây nào cũng nay thường thường cây chứ. Tưởng hay tầm dông nó thẳng chứ. Không có cây nào thẳng hết trơn. Không có cây nào thẳng hết trơn ha. Cây nào cũng cong cong cái đọt chứ ha. Người về mình uống như vậy. Uống nó mới thẳng. Dạ. Đồ nghề tự làm ra luôn. Đó, như cái này là rất là hay, chú đã đóng cái kệ rồi chú chiên sao cho nó vừa để chú bẻ nè. Thì uống mà ta ninh cũng uống vậy nè. Mà ta ninh nó đúng đúng đúng. Mà cái vàng mà ta ninh nó dữ lắm. Dạ. Nó đúng uống lần 6 7 cây rồi. Dạ, yeah, đóng lên. Đúng, đồ nó móc. Chú làm lần 2 cây vậy hả? Còn này mình làm cây nhỏ thì mình uống lần 2 cây để nhiều quá thuốc nó cháy hết. Dạ. Yeah. Là không kịp á. Dạ. Đây chú thì uống mấy cây còn gì đây, đây thì đang làm lồng, làm cái đương cái vợt làm lồng hái trái cây đó. Mọi người mà có mua nhu cầu mua vợt hái trái cây á thì có thể liên hệ gì với chú Ba Triển nè. Bữa mình có comment số điện thoại bên dưới video, mấy cái video lần trước đó, để nghề làm vợt làm lồng hái trái cây. Đây dì Ba đang làm vợt hái trái cây đây. Còn chú rồi đang hơi lửa. Tiếp tục uống mấy cái cây này. Phải nhóm lửa trước ha, lấy củi đốt. Nãy giờ chú mới làm giờ đó hả? Mới làm buổi chiều. Đó, cái khúc đó cong vòng rồi. Họ bẻ hình thẳng băng luôn.